cho vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần tài sản thế chấp. Những lời mời chào có cánh này khiến nhiều người dân sập bẫy tín dụng đen. Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Cà Mau phát hiện tại địa bàn xuất hiện một số đối tượng ngoài tỉnh câu kết với người dân, tổ chức thực hiện cho vay có dấu hiệu lãi nặng. Chỉ ít, người vay tiền của một nhóm đối tượng ngoài tỉnh đến cơ quan công an trình báo. Do người thân trong gia đình lâm bệnh, hoàn cảnh khó khăn, nên khi phát hiện tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, chỉ cần căn cước công dân, chỉ điện thoại họ vay 5 triệu đồng, lãi mỗi ngày 250.000 đồng. Nếu không đủ tiền đóng, dù chỉ một ngày, chỉ bị các đối tượng gọi điện thoại hăm dọa. Mấy hăm dọa, nếu qua ngày mơi mà có là mình đừng trách tôi vô tới đây luôn đó. Còn trường hợp bị hại Quy do tin tưởng nên đứng ra hỏi vay 10 triệu đồng giúp bạn bè lúc khó khăn. Thế nhưng, ngày nào người bạn ấy không đóng đủ 500 ngàn thì chiều tối hôm ấy, một số đối tượng tìm mọi cách gặp Quy để chửi bới, hăm dọa. Rồi nó chửi tới em không dám mở máy luôn, nó điện mày điện cháy máy, công tơ yên lặng, không dám mở máy nữa. Xác định tính chất sự việc, công an tỉnh bắt quả tang hai nhóm gồm 6 đối tượng. Nhóm thứ nhất gồm Nguyễn Thanh Hà và Trần Trọng Tuyên, cư ngụ tại thành phố Hà Nội. Nhóm thứ hai là Lê Xuân Thống, Lê Văn Cung và Đỗ Văn Ngoan, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa, và một đối tượng nữ khác ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đang hoạt động cho vay tại địa bàn xã Tắc Dần. Qua khai thác nhanh, các đối tượng thừa nhận thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng từ tháng 2 năm nay và cho hơn 100 người vay với tổng số tiền hơn 750 triệu đồng, lãi suất 365% một năm. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng số điện thoại quảng cáo hoạt động cho vay tiền, chỉ cần thế chấp giấy căn cước công dân và trực tiếp đến nhà để xác định nơi ở của người vay. Không nên vay của các đối tượng cho vay lãi nặng bên ngoài. Thứ hai là tuyệt đối không nên và không sử dụng, không cài các app để vay tiền qua app. Bởi vì đây là những thủ đoạn của các đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất rất cao. Và nếu mà người dân không có đáp ứng được cái nhu cầu việc trả lãi thì sẽ bị các đối tượng là có nhiều cái thủ đoạn là quấy phá, cưỡng đoạt tài sản, làm gây mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của người dân. Hầu hết người vay tiền khi bị chửi bới, sỉ nhục và cả đánh đập cũng rất ít khi dám tố cáo. Cơ quan công an đề nghị người dân mạnh dạn tố giác tội phạm. Những ai là bị hại trong các vụ việc tương tự, hãy đến trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giúp đỡ.